hiện trường sản xuất là gì? Thì nó là nơi diễn ra các hoạt động tạo giá trị nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng. Chúng ta thấy rằng ấy, là nếu mà trong công ty, chúng ta thấy rằng là phần lớn các lao động mà tạo giá trị nằm ở hiện trường sản xuất. Trong hiện trường sản xuất thì phần lớn tài sản là phần tiền tài sản cố định nằm trong đó, của công ty nằm đó là gì ạ? Nó là cái trang thiết bị nhà xưởng. Phần lớn tài sản lưu động là gì? Nó là nguyên vật liệu, nó là bán thành phẩm và các cái gọi là lưu cái mình gọi là cái tạm trữ cho sản xuất. Và các cái nguồn lực trong sản xuất đó để đáp ứng cho gì ạ? Đáp ứng tiêu khách hàng là về chất lượng, là tiến độ, là chi phí, là an toàn. Cái chính nó thể hiện được gọi là có như vậy thì nó đáp ứng thể hiện được cái kết quả là cái sản phẩm nó bảo đảm được là cái tiến độ cũng chất lượng nhưng cũng như là cái ổn định cho khách hàng. Mặt khác, chúng ta thấy rằng ở hiện trường xuất thì vấn đề là nơi mà gọi là các chiến lược công ty, khi các công ty mà gọi là các chiến lược thì gọi là nơi mà gọi là các cái kế hoạch triển khai thông thường thì nó được thể hiện ở hiện trường xuất. Giả sử như gọi là một số công ty muốn chuyển gọi là mô hình gọi là sản xuất sang là muốn đặt ra chiến lược là trong 5 năm tới là gọi là sao gọi là áp dụng và triển khai các cái mô hình lean, thì có phải rằng là như vậy rằng là cái đấy được áp dụng tại hiện trường xuất. Hoặc là một số gọi là công ty gọi là muốn gọi là có sự tách, có sự đột phá về công nghệ, thì làm sao ạ? Thông thường là người ta thay đổi một số công nghệ trong quá trình sản xuất, dẫn đầu tư vào công nghệ. Như vậy thì gọi khi chúng ta nói chiến lược cũng như đầu tư thì gọi là trong quá trình sản xuất là nơi mà tiếp nhận rất nhiều cái dòng tiền được đưa vào sản xuất. Mặt khác, hiện sản xuất chính là nơi mà chúng ta tạo các cái doanh nghiệp tạo ra các cái sản phẩm mới, thử nghiệm sản phẩm, cũng như rằng là chúng ta áp dụng các hệ thống đo lường trong quá trình gọi là sản xuất xảy ra hiện trường xuất. Với các cái kết quả mà gọi được cái hoạt động và kết quả được thực hiện tại hiện trường xuất như vậy thì chúng ta hình dung là nơi hiện trường xuất chính là nơi mà chúng ta nhìn thấy được cái năng lực của doanh nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm ra thị trường. Thách thức của hiện trường xuất là sao? Chúng ta thấy rằng là hôm trước anh Quân có nói về vấn đề, anh Tuấn nói về vấn đề cái chuyện là các cái hoạt động tạo giá trị. Thì chúng ta nhìn thế này, trong các hoạt động thông thường mà chúng ta khi mà chúng ta gọi là chưa có hoạch định một cách gọi là tối ưu thì thông thường hoạt động nó có bao gồm ba hoạt động như trong hình này. Thứ nhất là hoạt động tạo giá trị. Thì theo cái phương pháp của Lean mà gọi là phân tích mổ xẻ thì thông thường nó chiếm 10%. Hoạt động thứ hai là hoạt động không tạo giá trị nhưng cần thiết cho tác nghiệp thì 4%, và cái hoạt động thứ ba hoạt động không tạo giá trị mà không cần thiết chiếm 5%, gọi là lãng phí. Như vậy khi chúng ta nhìn vào vấn đề mà các hoạt động thông thường trong quá trình tác nghiệp thì tôi thấy rằng chúng ta thấy rằng là như vậy là cái vấn đề mà tạo trị nó không, thời gian tạo trị không nhiều. Thì chúng ta mong muốn là gì ạ? Chúng ta mong muốn rằng thời gian đó nó phải dài, phải được liên tục. Thì chúng ta nhìn dung được trong sản xuất thì ai là người tạo trị? Nó chính là người công nhân, người hoạt động trực tiếp. Thế mà chúng ta mà hiểu điều đó thì nghĩa rằng là các công việc nào tạo trị chúng ta cố gắng giữ để cho gọi là người lao động người ta có đủ thời gian, nhiều nhất thời gian có thể để sáng tạo ra nó. Có những việc gì mà không cần thiết mà gọi là không tạo giá trị thì chúng ta phải có trách nhiệm loại bỏ. Và có một số công việc mà cần thiết nhưng mà không tạo giá trị
thì chúng ta cố gắng làm sao giảm thiểu nó. À, như vậy nếu chúng ta hiểu đó thì không lý do gì chúng ta lại yêu cầu người lao động lại đang làm phải dừng lại đi tiếp vận, không lấy lý do gì là chúng ta lại giao cho công việc gọi là chuẩn bị lấy liệu, hoặc là chúng ta chuẩn bị các điều kiện để sản xuất mà gọi là như kiểu đi tìm kiếm thứ cho người lao động người ta làm, mà chúng ta phải tạo ra các tiêu chuẩn nào đó để nó sẵn có thì người lao động sẽ không mất công làm đó. Thứ hai, trong quá trình hoạt động sản xuất thì tại trường thì có rất nhiều cái biến mình gọi là phát sinh. Phát sinh thì chúng ta hình dung nó có 7 đối tượng sản xuất, thì mỗi đối tượng đó đều có rất nhiều cái hoàn cảnh phát sinh. Có thể nguyên liệu thiếu, có thể rằng là máy móc bị hỏng, cũng như có thể công cụ dụng cụ tương tác máy móc không sẵn có, hay là chúng ta phương pháp có thể bị nhầm lẫn. Rất nhiều cái phát sinh trong quá trình đó. Thì vấn đề gọi là ở trường nó có tạo ra được những, nó đã tạo ra những cái phức tạp như vậy, kèm theo chuyện là người lao động có tác nghiệp thì thông thường thì thỉnh thoảng xảy ra lỗi. Như vậy thì cái vấn đề hiện trường mà nó phức tạp như vậy mà không có những người mà trực tiếp tại hiện trường mà có đủ kinh nghiệm để nắm bắt nó và kịp thời nhận diện nó, cũng như rằng là đưa ra các cái chuẩn mực để phòng ngừa, thì thực tế ra là rất khó cho quá trình mà duy trì cho các hoạt động sản xuất liên tục, anh người động liên tục làm việc để tạo trị được. Thì đấy là cái vấn đề mà tại sao mà nó tạo ra khoảng cách. Nếu chúng ta hiểu rằng là cái vấn đề thời gian tạo trị trong một hoạt động sản xuất nó ngắn nhỏ như vậy mà chúng ta không giữ duy trì được hoạt động đó để tạo liên tục giá trị thì rất là khó khăn. Nó thực cụ thể ra thì ở đây có một số doanh nghiệp mà chúng ta làm về ngành máy dập thì có thể hiểu biết. Nếu chúng ta có một số máy dập tốc độ rất nhanh, tốc độ máy dập khoảng tầm độ 1,5 giây một sản phẩm. Nhưng mà nếu mà bây giờ đối với khách nhu cầu khách hàng hay kế hoạch số lượng rất nhỏ, trong khi để chúng ta chuẩn bị cho cái điều đó mà gọi là để máy dập chạy, tập chạy được thì khi mất hàng nửa tiếng, trong khi mà chạy chỉ có 5-10 phút, thì có phải thời gian tạo trị thì có 5-10 phút thôi, nhưng mà thời gian không tạo trị như cần thiết nó lên nửa tiếng không? Sau đó thì lại còn tác động của con người vào trong quá trình làm là thiếu sót đi tìm kiếm, có khả năng quá trình tạo ra cái giá trị trong 10 phút sản dập với tôi có khi mất thành 45 phút. Thì vì ai nhìn ra điều đó? Nếu chúng ta không là người tổ trưởng hiện trường mà không nhìn thấy đó thì người động người ta làm việc người ta chỉ biết là làm, thì làm sao người ta nhìn ra biết điều đó được? Như vậy rằng là sự cần thiết của sự quản lý hiện trường quan trọng. Với cái thách thức như vậy, rủi ro như vậy, thì ai là người quyết định các kết quả như thế là được? Ai là người quyết định bố trí năng lực như vậy là đã đúng? Thì đấy là cái mà cần phải được gọi là quản lý, làm rõ. Thì chỉ có quản lý trực tiếp, quản lý hiện trường như vậy.